Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin về cổ Gò Công và những tin tức khác nha cả nhà. Và như thường lệ thì mình giới thiệu sơ qua về kênh Hồ Văn Cường một lần nữa. Kênh Hồ Văn Cường Official thì như Xuân Mỹ nói ha, kênh hiện nay là 136.000 sub nè, có cái tích xám đó cả nhà. Đã được xác minh chính chủ và với 26 bài hát triệu view cùng một số bài hát khác của anh Sơn trên đây nữa. Mong mọi người hãy tiếp tục nghe để tăng tương tác giữa khán giả và kênh Hồ Văn Cường Official, để giữ giống như mình nói là giữ lửa cho kênh của Cường vậy đó cả nhà. Mặc dù là bài Tiếng Hát Chim Đa Đa đã đạt triệu view nhưng mà mọi người hãy tiếp tục nghe ha. Thích bài nào thì mình vào nghe bài đó trong 26 bài hát triệu view đó. Và hôm nay cũng có khán giả hỏi Xuân dưới bình luận dưới video Xuân Mỹ là sao mà kênh của Cường lâu up bài hát mới từ Tết tới giờ, kể từ ngày up bài Tết quê hương thì cũng phải đợi anh Sơn hỗ trợ thu âm cả nhà, thu âm bài hát mới. Còn những bài là hát ở chương trình May Sài Gòn hay là chương trình của Giao Lộ Thời Gian thì không thể nào up lên trên kênh của Cường được ha cả nhà. Vì là họ đã mua bản quyền bài hát và họ đã phối nhạc lại để up trên kênh YouTube của họ, cho nên là Cường thì không thể nào mà up lên đây ha cả nhà. Cường phải thu âm mới một bài khác để hy vọng là show 18 tháng 3 này sẽ có bài mới ở trong show diễn của May Sài Gòn ha cả nhà. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển nhanh qua trang qua trang F-Music nè. F-Music hôm nay cũng quay đăng lại cái video mà Cường nhận diện cái ảnh của anh Ngọc Sơn đó cả nhà. Cái ảnh này nè anh Sơn, cái ảnh này anh Sơn chụp năm 26 tuổi cả nhà, năm 98 gì đó, ngồi trên xe Cadillac đàng hoàng nha, lúc trẻ. Nhưng mà Cường đón 40, cuối cùng là hố và con nói con có lỗi quá cả nhà. Cái video đó là F-Music chiếu trên Facebook của F-Music đó, thì Xuân Mỹ cũng có phát cho cả nhà xem đó. Cái chương trình Giao Lộ Thời Gian mà full 1 tiếng rưỡi đó, là bữa nay là 308.000 lượt xem đó cả nhà. Quá trời, chương trình này quá trời đặc sắc, cho nên là khán giả còn mê đắm ở đây lắm, chưa có rời được. Cũng mừng, điều đó cũng thấy là mừng cho Cường, bởi vì là được tham gia một cái chương trình đầu tư hoành tráng công phu, một chương trình giải trí âm nhạc chất lượng cao ha cả nhà. Đó, họ đã up hết những cái bài hát của Cường hát trên chương trình Giao Lộ Thời Gian cùng anh Sơn rồi. Người những đêm lạnh, giấc ngủ đầu noi, bà năm, lòng mẹ, tình mẹ, đêm mưa nhớ mẹ, giận hờn cổng mẹ, còn thương rau đắng một sao hè, vầng trăng cô đơn, tình cha. Hết, tất cả những cái gì mà Cường phát biểu hay anh Sơn đều đưa lên đây, và nhất là hình ảnh của Cường ha cả nhà. Xuân Mỹ nói một chút xíu vui như vậy để cả nhà chúng ta thấy rất là tự hào, bởi vì Cường như con đã khẳng định, con sẽ không bao giờ quên, và con cảm ơn chương trình Giao Lộ Thời Gian đã giúp con bước qua cái vùng an toàn của mình và cho con thử sức ở những cái bài hát mới, phối mới ha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Đại học Hoa Sen để cho cả nhà xem một cái bạn, một bạn diễn là nhà thiết kế thời trang ở trong cái bộ phim quảng cáo của trường đó, giới thiệu về trường có sự xuất hiện của Cường đó cả nhà. Thì bây giờ cả nhà nghe bạn ấy tâm sự ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ đọc cái nội dung trước cái đã. Hành trình trở thành phiên bản tốt nhất sinh viên Diệp Thị Khánh Ngân không chỉ mang đến trải nghiệm về ngành nghề, Hoa Sen là nơi để bạn sinh viên thử sức với cái mới, khai phá những tiềm năng mà đôi khi chính bạn cũng chưa dám nghĩ đến. Khánh Ngân là sinh viên năm thứ 2 của ngành công nghệ truyền thông, một trong 4 nhân vật chính của TVC Hoa Sen. Là một trong số đó, Ngân cho biết đây là lần đầu tiên tham gia casting diễn xuất, được làm việc với một ekip làm phim đầu tư chuyên nghiệp. Đây cũng là lần đầu cô bạn trải nghiệm lái chiếc mô tô phân khối lớn và được khen chất lừ trong từng thước phim mà mình tham gia đóng chính. Với Hoa Sen, chỉ cần các bạn dám thử sức, nhà trường sẽ luôn là bệ phóng đằng sau để các bạn được tỏa sáng, phát huy và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy cùng lắng nghe Khánh Ngân trải nghiệm khi ghi hình TVC của Hoa Sen nhé.
Bộ phim này thì Xuân Mỹ nói cả nhà rất là chuyên nghiệp, và cả nhà để ý bên góc phải, bên góc phải vừa chiếu cái phần phỏng vấn của Khánh Ngân thì có cái phần của xuất hiện của bộ phim ha cả nhà. Nó kiểu tam các cái nhân vật, cái nội dung của cái nhân vật này em đóng không? Mở đầu tôi biết xem là một cái cô bé cấp 3 có niềm đam mê với thiết kế thời trang, sau Cả đó nhà là được tham dự về đây một cái nè, buổi tiệc bên với phải các nhân màn vật hình đó cả khác, nhà. tìm hiểu về các làng nghề tại Hoa Sen. Và sau khoảng thời gian mà bạn theo học tại Hoa Sen thì cuối cùng bạn đạt được cái thành công như bạn muốn, là trở thành một nhà thiết kế thời trang. Trong đó thì mình đóng TVC thì em có kỷ niệm nào em đáng nhớ không? Cái kỷ niệm em nghĩ là vừa khó khăn nhưng mà cũng rất là vui, đó là cùng mọi người trong ekip và trong đầu tiên quay liên tục từ 6 sáng tới 6 sáng hôm sau là 24 Rồi. tiếng, tất cả tụi em đều không ngủ. Quay Tại vì 24 không tiếng muốn luôn cả biết trong quá nhà. trình tham gia đánh TVC của em là gì. Các bạn bạn em lái mô tô. Cái mô tô đó là em nghe nói là nó nặng 300-400 kg. Cái đó mà mấy anh quay phim, mấy anh nó cũng không thể một mình mà tự lái cái mô tô đó luôn. Cho nên là cái cảnh quay đó rất là khó, tại vì em phải tìm cách để mà giữ thăng bằng trên cái mô tô đó, vì mấy anh đã hỗ trợ rất nhiều. Người thân và bạn bè của em có một số người khi mà thấy em xuất hiện trong cái TVC. Trước khi quay TVC thì em có một khoe với gia đình cũng như bạn bè của em, nhưng mà đối với những bạn mà ngay lắm đầu chưa là với em mà vô tình thấy cái TVC đó của em thì người bạn hơi bất ngờ. Em nghĩ là với cái TVC là tất cả một thứ mà mình chuẩn bị tương lai khác nhau cho Phương Vân. Em thấy nội không cần làm TVC thì các bạn sinh viên trong trường cũng cảm nhận được là trường thật sự tâm huyết và dành rất là nhiều sự quan tâm đến sinh viên, nên tạo điều kiện cho sinh viên tụi em để phát triển. Và thông qua cái TVC này thì không chỉ là chỉ có nội bộ sinh viên Hoa Sen mà còn tất cả những bạn đang phải phân vân về việc chọn trường của mình, thì các bạn cũng cảm nhận được tâm huyết của giảng viên cũng như là nhà trường đối với sinh viên. Thì điều mà em thích nhất ở Hoa Sen là em nghĩ điều em thích nhất ở Hoa Sen đó là thứ nhất là cái sinh viên mình tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng những sự cái rất khác là biệt. phù hợp với lại những bạn có cái cá tính mạnh như em đang làm trong trường. Thứ hai nữa là về cái môi trường học tập, Hoa Sen là một cái nơi dù có diễn viên và sinh viên rất là xịn, từ sinh viên đến diễn viên mọi người đều rất là hỗ trợ nhau để mà cùng nhau phát triển mình lên. Các bạn sinh viên ở Hoa Sen rất là năng động và cá tính, mỗi người đều có những cái màu sắc khác nhau. Và cái tôi sinh này thì em nghĩ là mình muốn lan tỏa cái thông điệp gì đến tất cả các bạn sinh viên ở trường cũng như là các bạn học sinh mình mới vào Hoa Sen. Em nghĩ là cái thông điệp bạn muốn lan tỏa đến các bạn đó là phải tự tin, và cũng như là mình hãy trải nghiệm những thứ mà mình đang muốn, mình hãy bước ra khỏi cái giới hạn của bản thân mình. Muốn lan tỏa đến các bạn trẻ là hãy cứ tự tin và hãy cứ nghĩ dám làm thì sau này sẽ không phải hối tiếc. Thì nếu như mà được những người nhắn đến các bạn xin xin cho bản thân á, mình đang có nguyện vọng và hát xem còn trường gì thì sẽ nói gì? Là em sẽ nói với các bạn là hãy tự tin vào cái quyết định của mình, dù là có đúng hay có sai, nhưng mà em nghĩ là tôi cần các bạn bạn Khánh chọn Ngân Hoa này Sen là đóng thì vai cái nhà thiết kế người thời ta trang, mới cái bạn mặc áo xanh đó cả sẽ nhà. không quá khó khăn. Đó cả nhà, rồi đó là cái phần video giới thiệu về cái bạn Khánh Ngân, một trong bốn nhân vật mà tham gia cái bộ phim TVC của trường đại học Hoa Sen mà chúng ta đã sự xuất hiện của Cường vài giây thôi nhưng mà làm cho chúng ta nức lòng, bởi vì chúng ta đang háo hức chờ đợi thì Hoa Sen phát hành cái bộ phim đó và thỏa lòng cái mong nhớ của fan ha. Rồi bây giờ Xuân Mỹ xin vào trang anh Sơn lại thể thao. Anh nói thập niên 90 dù bận rộn anh vẫn đi hát rất nhiều, nhưng mà Ngọc Sơn quá đam mê bóng bàn nên đã xách vợt theo hai người em yêu dấu, đó là Hà Bùi và Dũng, đứng hai bên. Đây là người này với người này, bìa đây Xuân Mỹ. Tuyển thủ bóng bàn quốc gia lấy Honda chở anh ba đi đánh bóng bàn, vì nhiều nơi trong hẻm nên xe hơi không vào được, thật ra cũng chẳng cần đi xe. Xe hơi và dàn vệ sĩ bỏ hết ở nhà, Ngọc Sơn chỉ đi một mình. Người đứng sát bên Ngọc Sơn là người áo xanh này, là một thần tượng từ nhỏ, vô địch Việt Nam năm 17 tuổi, đó là Lê Xuân Phong.
Ba anh em đều là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quân đội, đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ. Suốt mấy chục năm trời vẫn đoàn kết yêu thương nhau, Ngọc Sơn vui mừng và hạnh phúc lắm. Khuya nay hát xong tại Từ Sơn, Bắc Ninh, Ngọc Sơn sẽ đi xe thẳng xuống Hải Dương, nơi Ngọc Sơn nhận được rất nhiều lời mời thách đấu vùng đất, sinh ra nhiều tượng đài bóng bàn vô địch SEA Games như Vũ Mạnh Cường, Trần Tấn Quỳnh, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn. Rồi cả nhà, đó là cái ý chí, cái tinh thần thể dục thể thao của anh Sơn ha. Rồi Xuân Mỹ xin chuyển sang trang Hồ Văn Cường Fan Club để cho cả nhà xem một cái quà, những cái phần quà của chị Hương Chương khá là dễ thương. Cả nhà thấy cái poster show 18 tháng 3 rồi ha. Rồi những cái này là gì? Một chú thú nhồi bông màu xanh đột chuối. Rồi một ba cái con thú nhồi bông và chị Hương Chương nè. Bây giờ thì Xuân Mỹ đọc bài chị Hương Chương coi coi chị viết gì nha. Bây giờ con đã sắp 20, tuổi đã lớn, cô không biết là con còn thích những con thú nhồi bông nữa này không nữa, nhưng cô nghĩ con sẽ thích vì cô Hương rất thích ôm chúng. Chúng có gương mặt hiền lành, dễ thương và đáng yêu và cho cảm giác rất nhẹ nhàng, ấm áp, dịu êm và yên bình. Cảm giác ấy có tìm thấy được như ở chính con người của con vậy. Được được ngắm nhìn đứng gần con dù trong giây phút ngắn ngủi, nhưng cô đã tìm thấy được cảm giác ấy và sẽ mãi không quên. Cảm ơn con thật nhiều, cô tặng con Yoda sau ở trong Star Wars. Cô thấy mấy cháu tuổi teen bên này, trai hay gái đều thích con này, và hai cái hình thú khác rất dễ thương nên cô mang về tặng cho bé cháu của con. Cô nghĩ bé sẽ thích lắm. Cô Hương còn nhớ lúc con dự cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016, giám khảo Isaac đã tặng con món quà và bảo con chọn. Con đã chọn con gấu nhồi bông về tặng cho mẹ. Lúc đó cô rất có cảm tình và ấn tượng về con, thấy con hiếu thảo với mẹ, thương lắm và có tiếng hát bài hát Lý Đất Dòng. Lần đầu cô nghe rất hay và giọng thì cao vút, thân hình bé tí tẹo. Nhìn con cô thương lắm và nhớ mãi hình tượng ban đầu của con lúc ấy. Mỗi lần đi đâu mua sắm, cô cũng nhớ và nghĩ đến con. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cường cũng không ngoại lệ. Cường ơi, cô ước gì được ôm những con này lên sân khấu tặng con thêm một lần nữa, vì vui sướng và hạnh phúc nào bằng hơn. Còn không được thì ngắm nhìn và thấy con tỏa sáng từ xa cũng vẫn tuyệt vời. Ngôi sao lấp lánh trong cô dù xa hay gần, con lúc nào cũng chiếu sáng và mang bao tia nắng ấm áp, làm ấm lòng của cô chỉ ước mơ một điều giản đơn trong đời mình, được làm một khán giả, một người hâm mộ luôn yêu thương và ủng hộ con từ xa, được đứng sau lưng nhìn ngắm và nghe con hát, cho cô được chia sẻ khóc cười theo từng bước chân và hành trình của con. Một năm trước, cô nhớ cô đã từng chia sẻ, Cali hôm qua trời trở mưa, đâu đây nghe tiếng con hát như tiếng lòng con, cô đã khóc và cô biết là cô nhớ con. Hôm nay cũng vậy. Cali trời vào xuân, xứ người buồn lặng lẽ, trời cũng trở nên se lạnh, cô lại nhớ con nhiều lắm. Chưa gặp thì đã thương, gặp con trên sân khấu lại càng thương hơn. Nhìn đôi mắt buồn ngân ngấn lệ, đôi mắt như biết nói và thấu hiểu nỗi lòng của người khác. Cái vòng tay gật đầu cảm ơn sao mà lễ phép, và nụ cười tỏa nắng của con làm nhớ thương và vấn vương cho một người ở phương xa như cô. Chiều nay cô lại nhớ con thật nhiều và khóe mắt mình cay cay và ngân ngấn lệ. Cô chúc con mãi khỏe mạnh, hát hay và học giỏi. Chúc con show 18 tháng 3 tỏa sáng rực rỡ và ngoạn một bứt phá ở đỉnh cao mới, và nức lòng người hâm mộ bằng những bài hát mới với giọng ca thiên bẩm ngọt ngào dạt vào cảm xúc của con. Con lúc nào cũng là ngôi sao lấp lánh của lòng cô. Cô có về được hay không, xa hay gần, nhưng lúc nào tình của cô dành cho con vẫn đông đầy, nhớ thương con nhiều. Cả nhà một bài viết cảm xúc rất là dạt dào đó. Thấy những con thú nhồi bông thì là nhớ, rất là thích và nhớ tới Cường đây nè. Nhân vật này là ở trong Avatar đó, trong bộ phim Avatar đó cả nhà, đang chiếu rạp. Và chỉ mua chị tặng Cường, còn hai con vật khác thì mua này chắc cho bé gái, này cho bé trai hả? Rất là dễ thương ha cả nhà. Đó là tấm lòng của chị Hương Chương dành cho Cường cả nhà.
lần này thì chị về chị đi show nữa, rất là hay. Rồi bây giờ thì mình vào mình cả nhà nhớ ha, 18 tháng 3 May Sài Gòn, ở tại Sài Gòn. Show diễn 18 tháng 3 ha, tối thứ bảy. Cả nhà ơi, đặt vé chưa? Hôm nay thì có một chị khán giả nhờ Xuân Mỹ kết nối với các bạn FC để đăng ký vé ở Đà Nẵng 25 tháng 3, vì chị ở trên Tây Nguyên cả nhà. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ vào May Sài Gòn để xem vé chiều nay như thế nào ha cả nhà. Rồi hồi trưa thì cái sơ đồ của cái vé đỏ nó ở bên này nè cả nhà, bên này còn 7 vé, bây giờ còn có 4 vé nha. Rồi cái vé màu vàng cũng bớt rồi đó. Rồi cái vé màu xanh để mình đếm thử coi nó còn bao nhiêu vé ha. Đây, rồi 4, 7, 11, 16, 22, 22 với 15 là 30, 37, 40, 42, 46, 53, 55, 61, 64, 70, 75 vé cả nhà ơi. Wow, 356 ghế mà bây giờ còn 75 ghế. Đã bán 281 ghế, coi như là cả nhà biết không ha, ở đối với những cái phòng trà nếu mà bán vé ra 50% vé là đã mừng cả nhà, còn cái này là gần như full rồi. Sức hút mãnh liệt của chàng trai sứ giả cảm xúc ha, đúng với mệnh danh là sứ giả cảm xúc luôn. Đó, Xuân Mỹ chia sẻ với cả nhà món quà của chị Hương Trương nó rất dễ thương như thế. Và Xuân Mỹ đã nói tình yêu thương thì không thể nào cân đo đong đếm được ha cả nhà. Nó xuất phát từ con tim của mỗi người và mỗi người có một cái cách yêu thương khác nhau, không ai giống ai, cho nên là Xuân Mỹ tôn trọng tất cả mọi người, yêu thương và làm cái điều đúng đắn có lợi cho Cường ha cả nhà. Đó là điều một Xuân Mỹ rất vui. Có một chị khán giả cũng chia sẻ với Xuân Mỹ về một cái việc làm mà chị ấy làm trong vòng một năm qua, đó là sưu tầm tất cả những hình ảnh của Cường ở trên internet và rửa ra ba cuốn album 100+ tấm hình và sẽ dành tặng con trong dịp sinh nhật này để Cường đem về cho ba mẹ mình xem hình, mà mỗi lần nhớ tới Cường lưu lại những kỷ niệm mà Cường đi hát hay Cường giao lưu với fan, bởi vì ba mẹ của Cường thì không thể nào có được những cái tấm hình đó cả nhà, vì không có rành sử dụng mạng cũng như là không có đi theo Cường thường thì không thể nào có được. Nhưng mà chị fan đã làm được điều đó rất là xúc động nha cả nhà. Và chị còn làm một điều đặc biệt nữa thì cái ngày sinh nhật của Cường, Cường sẽ biết ha cả nhà. Xuân Mỹ thì không giữ bí mật cho điều đó cho chị. Xuân Mỹ đã khi biết được cái điều đặc biệt đó, Xuân Mỹ đã khóc cả nhà. Khóc vì tấm lòng của những người bà, người mẹ dành cho Cường quá là đặc biệt, quá là trên cả tuyệt vời, rất là yêu thương Cường ha. Rồi như vậy là ai mà đặt vé thì liên hệ với hotline của chương trình May và vào hai cái đường link ha, maylangthang.com.vn và maysaigon.net với số điện thoại 09 ở tại Sài Gòn nè là 0961656601 và 0901456601. Còn show ở Đà Lạt, Đà Nẵng và Cần Thơ thì là 0912946549 và 0912966549 cả nhà. Kết bạn Zalo với Xuân Mỹ để kết nối với FC là 0913136109. Xuân Mỹ chỉ là người kết nối. Và hôm nay là ngày cuối cùng đăng ký tiệc sinh nhật. Ai có gặp trở ngại gì trong việc chuyển khoản thì đến ngân hàng nhờ các bạn ngân hàng hỗ trợ, hoặc nhờ những cái người cháu trong gia đình biết rõ công nghệ thì chuyển trên điện thoại ha. Rồi kết nối với bạn Hồng Phước để đăng ký show cũng như là đăng ký tiệc sinh nhật.
chuyển khoản tiền để các bạn ấy đi đặt tiệc cho kịp ha cả nhà. Xuân Mỹ rất vui khi mà thấy được thông tin của rồi có một cái chi tiết Xuân Mỹ muốn cho cả nhà xem cái bài viết này thì bên Đồng Tháp đã rõ nguyên nhân của bé trai Hạo Nam rớt ở dưới cống trước Tết đó cả nhà. Thì bây giờ tin nó đã được xác định là nguyên nhân tử vong của bé Hạo Nam đã được công an Đồng Tháp cho biết tại hội nghị giao ban báo chí. Do đó qua kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân của bé được xác định là do bị sốc chấn thương vùng đùi phải và rơi vào môi trường có nước cả nhà. Đây công trình mà cứu bé hồi trước Tết đó cả nhà. Rồi bên cạnh đó thì người phát ngôn công an tỉnh Đồng Tháp còn cho biết khi vụ việc xảy ra thì không có dấu hiệu hình sự, thanh tra ngành lao động sẽ kiểm tra kết luận mức độ của tai nạn, khi đó cá nhân hay tổ chức gây ra tai nạn sẽ chịu chế tài về hành chính và trách nhiệm dân sự với nạn nhân. Thì Xuân Mỹ nghĩ chắc cái đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn dân sự, tức là bồi hoàn tiền sau cái chết của bé Hạo Nam thôi cả nhà. Cũng mong là thì bên quân khu 9 cũng đã hứa xây nhà thì chắc chắn là sẽ có ha, sẽ có căn nhà cho gia đình của bé. Rồi bây giờ thì mình Xuân Mỹ vào cho cả nhà xem một cái bản tin khác. Công an điều tra vụ rút ruột cà phê của chủ hàng. Đà tin được đăng trên báo Pháp Luật. Nó nhiều trước đó thì phản ánh hai kỳ trước là nói về việc những cái lái xe tải cả nhà, những tài xế xe tải chở hàng từ Lâm Đồng xuống thì dọc đường ghé một cái chỗ để rút ruột cà phê. Rồi giờ Xuân Mỹ đọc bài này cho cả nhà nghe ha. Công an huyện Đạo Quay, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị nghiệp vụ xử lý sẽ xác minh thông tin như báo Pháp Luật đã đưa và phối hợp tuyên truyền ngăn chặn vi phạm. Trên các số báo trước thì báo đã đăng tin tài xế chở cà phê từ Lâm Đồng về các tỉnh Đông Nam Bộ thì tranh thủ ghé quán cơm, tiệm đổ nước, xe trên quốc lộ 20 để làm hàng mẫu. Thường các tài xế chạy xe thuê lấy trộm rồi mỗi chuyến hàng từ 30kg đến cả 100kg cà phê mà chủ hàng giao buộc xe phải đền tiền, bị dọa cắt hợp đồng. Công an làm việc với chủ quán cơm nè cả nhà, nhưng mà bị động rồi cho nên chủ quán cơm đã phi tang. Khi báo mà Chí viết lên thì chủ xe đuổi việc tài xế trộm cắp. Ngày 21 tháng 2 trao đổi với chúng tôi, anh Dê, chủ một cơ sở vận tải chuyên chở cà phê thuê ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho hay nhiều chuyến giao hàng đơn vị vận tải của anh bị chủ hàng trừ tiền cước vì liên tục cân thiếu hàng. Bức xúc việc này, anh đã tổ chức theo dõi các xe chở cà phê của công ty và phát hiện tài xế L đã ghé quán cơm ông Thoại. Qua xác minh, anh Dê phát hiện tài xế L lấy cà phê trên xe bán cho chủ quán cơm và anh đã đuổi việc. Trước lúc mà công an kiểm tra thì kho luôn chứa đầy cà phê, nhưng khi công an đến thì kho trống rỗng. Tức là khi mà tài xế bị đuổi việc thì là đã báo với chủ quán cà phê là và có thể người ta đã phi tang đó cả nhà. Trả lời với phóng viên vì sao khi phát hiện vụ việc anh không phát báo công an, anh Dê cho biết không bắt được trực tiếp lấy hàng và giá trị hàng bị lấy không lớn. Hơn nữa khi báo công an sẽ mất nhiều thời gian nên anh chỉ đuổi việc tài xế và thông báo cho các tài xế khác mà thôi. Còn anh vờ chủ một đơn vị vận tải khác thì cho hay là đại lý cà phê dọa các hợp đồng vì nhiều lần giao thiếu hàng, anh đã đến quán cơm ông Thoại làm việc. Ngoài việc bị đền số hàng tài xế bán trộm, tôi còn bị dọa chấm dứt hợp đồng vận chuyển. Chưa kể việc tài xế phun nước lên xe cà phê để bù lại số hàng đã bán, khiến nguy cơ hư luôn xe toàn bộ cà phê hàng chục tấn, nên chúng tôi đã yêu cầu quán cơm không mua cà phê của tài xế nữa, nếu không chúng tôi sẽ làm lớn chuyện. Công an huyện Đạo Quay cho biết tiếp nhận thông tin của báo Pháp Luật phản ánh. Qua xác minh, cơ quan này khẳng định những thông tin báo nói đưa ra là có cơ sở. Tối 27, công an huyện Đạo Quay đã kiểm tra hành chính, phát hiện quán cơm này có một cái kho, tuy nhiên thời điểm kiểm tra thì kho không có chứa cà phê bao. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an sẽ tiếp tục xác minh và đấu tranh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Rồi trước đó thì lãnh đạo công an cho biết nắm được vụ việc quán cơm của ông Thoại thu mua cà phê từ các tài xế xe tải. Qua nguồn tin của quần chúng, công an đã chỉ đạo nghiệp vụ vào cuộc để có hướng xử lý hành vi vi phạm.
cho và cung cấp thông tin cho báo chí ngăn ngừa. Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, đoàn luật sư Đồng Nai, hành vi tài xế phụ xe lấy hàng bán cho quán cơm có dấu hiệu tội trộm cắp tài sản. Theo luật sư, đặc trưng của tội trộm cắp tài sản là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản. Ở đây hành vi của tài xế là lén với chủ hàng, lén chủ hàng, chủ xe để trộm cà phê đã thỏa mãn dấu hiệu của tội trộm cắp. Ông phân tích thêm, hành vi lén lút có thể là hành vi đối với lén lút đối với chủ sở hữu tài sản nhưng công khai với người khác, hoặc hành vi đó được thực hiện trước mắt nhiều người nhưng họ không biết đây là hành vi trộm cắp. Hành vi lấy cà phê bán cho quán cơm, tiệm đổ nước, xe có dấu hiệu của tội phạm cắp, của tội trộm cắp chứ không phải lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Luật sư cũng lưu ý cơ quan chức năng vào cuộc thì phải chứng minh giá trị hàng hóa tài xế trộm cắp từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 173 luật hình sự mới đủ cấu thành tội trộm cắp tài sản. Còn hành vi mua cà phê của chủ quán cơm, nếu cơ quan chức năng chứng minh được chủ biết rõ là tài sản trộm cắp nhưng vẫn mua là có dấu hiệu của tội tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Cả nhà, lái xe làm ăn chân chính thì không muốn vì một chút lợi ích, tham lam lợi ích cho bản thân mình mà vi phạm ha, rồi bị chủ cơ sở vận tải đuổi luôn. Mong là cơ quan chức năng làm rõ ha cả nhà, làm rõ nè. Cái kho cà phê này được báo là đầy ắp, bây giờ thì công an kiểm tra thì không. Rồi cả nhà ơi, video Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xuân Mỹ trở lại kênh của Cường, mong cả nhà hãy tiếp tục ủng hộ kênh Cường và show diễn của Cường vào tháng 3, tháng 4 ha. Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ bấm like video cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.